Xin chào tất cả mọi người. Rất là vui hôm nay, lâu lắm rồi mới được livestream của DK. Và bởi vì hôm nay là có một chị khách rất là xinh đẹp, và ngoài ra thì chị còn là một người mà chắc mọi người rất là biết đến nhiều, đấy là chị Linh diễn viên. Thì bình thường thì Phún thì rất là hay làm cho các chị diễn viên, ca sĩ, người mẫu, cho nên là được chị Linh hôm nay tin tưởng để đến với DK để làm nước mày. Thế cho nên là hôm nay mình sẽ muốn chia sẻ một chút với cả chị Linh với các bạn khán giả của DK nhé. Em chào chị Linh ạ. Chào Phún. Vâng ạ. Chị có thể gửi lời chào đến mọi người không ạ? Xin chào mọi người, chắc hẳn là không cần Linh phải giới thiệu đâu thì mọi người cũng đã quá quen thuộc với cô Linh, người bạn thân của Thư trong phim, bộ phim Về Nhà Đi Con. Mặc dù là bộ phim cũng đã kết thúc, phải nói, có thể nói là cũng khá lâu rồi, khoảng một năm rồi, thế nhưng mà cái tình cảm của mọi người dành cho Khánh Linh ở ngoài đời cũng như là vai diễn Linh trong Về Nhà Đi Con thì cũng rất là còn đậm đà, rất là còn rất nhiều tình cảm. Giống như những ngày đầu khi mà phim phát sóng, và nhất là cái đoạn mà Linh chửi chị Nhã, thì đến bây giờ có những khán giả vẫn giữ nguyên tình cảm đó dành cho vai Linh của Khánh Linh trong Về Nhà Đi Con, người bạn quốc dân. rất nhiều cái thời gian đó là chị được rất nhiều người, rất gọi là được phong tặng rất nhiều biệt danh, nên là người bạn quốc dân này, chị đại này, rồi là một cái mà để có thể nói là đi đâu ai cũng nói chị, cũng chửi đấy. Vâng, chửi đấy, chị có chửi đâu, khổ lắm. Nhưng mà nếu mà có một người bạn như chị Linh ở ngoài đời thật hay là ở trên phim như vậy thì em cũng rất là thích, bởi vì là đi đâu là có bạn mình đồng trợ đồng hồ, hỗ trợ cùng mình. Và hôm nay chị Linh thì không biết, em muốn hỏi là chị Linh là sao, vì sao mà chị biết đến DK, biết đến em ạ? Và thực ra thì cũng phải chia sẻ thật là chị cảm thấy là có phải là do là mình khá may mắn hay không, bởi vì là chị em ở trong nghề với nhau, các bạn diễn đồng nghiệp với nhau thì rất nhiều bạn đã đến với DK, và tình cờ là lại khi đi quay thì Linh có hỏi là chị ơi chị sao lưng chị đẹp thế, thì chị có nói là mà người nói là ai, người nói là Thanh Hương này, người nói là chị Vân Anh này, người nói là chị Kim Oanh này, đó. Các chị bảo là chị làm ở DK, bảo như chị ơi sao phù hợp thế, em hỏi mấy người xong người nào cũng bảo là làm ở DK, thì các chị cũng bảo là thế tại sao mày không đến đấy đi, mày không đến đấy đi. Và có thể đây là một cái duyên của chị, khi mà hỏi đến mấy người đều nói là mình làm ở DK và chị đã quyết định tìm đến với DK. Vâng ạ, đấy là một cơ duyên, bởi vì thật ra là Cún và DK thì cũng làm cho rất nhiều các chị em nghệ sĩ rồi, và các chị em nghệ sĩ rất là tin tưởng và giới thiệu các bạn bè đến đây. Hôm nay chị Linh đã đến với DK và xử lý một cái cặp lông mày mới, thì cũng may mắn nữa là hôm nay chị Linh là có một cặp lông mày tự nhiên và chưa làm gì cả, cho nên là khi mà đến đây thì mình có thể xử lý được ngay, em xử lý luôn được cho chị. Và em đã xử lý chị tới công nghệ mới nhất là công nghệ sợi hair shock. Công nghệ này thì nó cực kỳ tự nhiên, và ngoài ra thì nó sẽ khắc phục được rất nhiều nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của chị Linh là lông mày chị Linh có một chút, nhưng mà cái vệt cái lông mày đấy thì nó chỉ đậm một chỗ thôi, còn những cái chỗ xung quanh thì nó không có sợi, không ấy, cho nên nó bị cụp và xuống. Và mọi người nói là cái cặp lông mày của chị nó rất là buồn, lúc nào thấy là buồn, mặc dù là chị cũng tươi đúng không? Chị có tươi đấy, chứ nhưng mà mọi người nói dù có tươi nhưng mà nhìn lên tổng thể một cái khuôn mặt như vậy và một cái đuôi lông mày, một cái hàng lông mày như vậy thì nó vẫn gợi lên một cái nét buồn. Vâng ạ. Chính vì bởi vì là cái mặc dù khuôn mặt mình tươi nhưng cái lông mày của mình nó đi xuống quá nhiều, nó khiến lông mày của mình rất là buồn. Và chính vì thế cho nên mọi người mới hiểu được là cặp lông mày nó rất quan trọng trên khuôn mặt, bởi vì nó quyết định rất là nhiều thần thái cũng như cảm xúc của cái khuôn mặt đó, mặc dù là chị Linh rất là tươi rồi. Thì ngày hôm nay thì Cún đã vừa xử lý cho chị Linh là vừa nâng cái dáng lông mày lên trên một chút, chỉnh lại cái phần đuôi. Ngoài ra thì mình sẽ thêm sợi ở những cái phần đầu, những cái phần khuyết mà nó chưa được đều nhau. Cho nên là đây là một cái sản phẩm sau khi mà hoàn thành xong thì có thể nói rằng là sau khi vừa mới làm xong như thế này thì mọi người cũng thấy là nó không hề là bị đậm quá đúng không ạ? Nó chỉ đậm một chút so với bình thường thôi, và các cái sợi nó rõ nét. Sau khi mà nó bong ra rồi thì cái sợi của mình nó sẽ tự nhiên nó bong ra trở thành một màu tự nhiên, và ngoài ra thì dáng mày nó sẽ co lại một chút xíu nữa thì nó sẽ đảm bảo độ hài hòa. Bởi vì khi mà mình tư vấn chị Linh ấy thì chị Linh có nói rằng là chị phải đi quay đúng không ạ? Cho nên là chị cũng đòi hỏi thay đổi rất là nhiều vai diễn. Cho nên là chị rất là mong muốn là làm cái cặp lông mày nó tự nhiên nhưng mà nó thay đổi được, nó tươi lên, nhưng mà nó vẫn đòi hỏi sự tự nhiên, nó không thay đổi quá nhiều.
như chia sẻ với Vũ từ lúc đầu đó, thì chị nói là ngoài cái bản thân chị là một diễn viên, ngoài diễn trên sân khấu thì chị còn đi quay rất là nhiều, và ở trên phim trường cũng như là ở trên sân khấu thì nó đôi lúc là nó hơi khác nhau đó, bởi vì diễn trên sân khấu thì nhiều khi là mình thứ nhất là tùy từng vai diễn, kể cả diễn trên sân khấu lẫn đi quay thì tùy từng vai diễn mình phải kẻ lông mày ra làm sao. Nhưng diễn trên sân khấu thì đôi khi là mình phải kẻ lông mày nó rất là đậm hơn so với là mình đi quay ngoài phim trường đó. Thế nên là chị cũng muốn là mình có một cặp lông mày làm sao cho nó thật là tự nhiên, để có thể ở đâu mình cũng có thể trang điểm thay đổi theo tùy từng vai diễn của mình. Đấy là những cái mong muốn của chị Linh, và mình rất là tiếp thu những mong muốn của khách hàng như chị Linh đảm bảo là, bởi vì cũng rất là kinh nghiệm làm việc với các chị diễn viên rồi. Chứ cho nên là ngày hôm nay thì mình đã xử lý xong cặp lông mày cho chị Linh rồi, và mọi người có thể thấy thành quả. Và chị Linh cảm thấy như thế nào trong cái quá trình làm, giống như là cái mà sản phẩm sau khi làm xong? Thực ra như thế này là khi mà gọi là sản phẩm hoàn thiện đấy thì phải nói là cực kỳ là thích, vì làm sao? Vì mình đã kết thúc được cái chuỗi ngày của cặp lông mày buồn. Vâng ạ. Đó. Và bắt đầu những chuỗi ngày cặp lông vui. Cặp lông mày vui rồi. Đấy. Và cái mà Linh cảm nhận là khi Linh trực tiếp là người trải nghiệm cái quá trình làm lông mày ấy, thì nó đập tan mọi cái suy nghĩ, mọi cái thắc mắc ở trong chị. Rất là nhanh. Nhưng nhanh không có nghĩa là không có hiệu quả. Vâng. Nhanh nhưng rất hiệu quả, và tuyệt đối là không đau một chút nào. Đấy. Nói không đau thì có thể là không ai tin, bởi vì khi bất kể một cái gì đấy mà nó động vào da thịt mình thì là nó sẽ phải có sự khác biệt. Thế nhưng cái khác biệt ở đây theo chị cảm nhận thì là nó chỉ khác biệt với những người mà có cái làn da nó quá mỏng, nó quá nhạy cảm. Đối với bất kể một cái gì mà động chạm lên da mặt của họ thì là bất thường nó đấy, thì là nó với những người gọi là đặc biệt một chút, đúng rồi, thì là nó hơi chỉ lâm dâm một chút thôi. Vâng. Nhưng với những người như chị, với những người như chị, thì cứ tạm gọi là da dày đi, đấy, thì hoàn toàn là nó không đau một chút nào. Đây cũng là một cái chia sẻ mà em cũng muốn chia sẻ với các chị em, bởi vì có những chị em nói rằng là tại sao mà mình làm không đau nhưng bạn mình về cũng nói là vui, cảm giác chân chích đúng rồi. Thì ví dụ như là chị Linh là chưa làm bao giờ, mà da chị là chất da bình thường, thế cho nên là làm sẽ không có cảm giác gì cả. Nhưng với một số các chị em cơ địa đặc biệt, tức là 100 người thì có khoảng 2-3 người, người ta da quá mỏng, hoặc là người ta quá nhạy cảm, hoặc là người ta đã từng làm 4-5-7 lần rồi, thì cái cảm giác nó hơi chai, thì sẽ hơi có cảm giác cái điều đấy không tránh được. Nhưng mà cái điều đấy nó rất là hiếm, nên các chị em đừng lo lắng, bởi vì là thứ nhất là nhanh này, thứ hai là không đau này, và cái thứ ba là cái công nghệ này nó sẽ đảm bảo được cái độ tự nhiên và chân thật nhất cho các chị em, nó không khiến cho các chị em là bị cứng giống như công nghệ khô cũ. Vâng ạ, là chị Linh vừa chia sẻ là những cái trải nghiệm mà rất là chân thật trong cái quá trình mà khi mà chị Linh làm lông mày tại DK. Và tại sao là DK như mình, như bản thân Cún thì Cún luôn luôn hướng tới cái trải nghiệm thật của khách hàng, nhưng chưa chia sẻ thật, chứ Cún không có làm những cái hình ảnh lúc đến xong rồi chỉ chụp qua loa xong rồi không làm mà bảo nào chị là làm. Là ở DK không có tất cả các celeb, từ những cái người mà diễn viên, người mà ca sĩ, hoa hậu, hay kể cả những khách hàng bình thường để mà ngồi đây chia sẻ, đều là những trải nghiệm chân thật và không có nói quá nó vống, bởi vì thật ra là bản thân là mình nói những cái gì đó là sự thật, đúng không? Cho nên là đây là cái điều mà DK cam kết với các chị em, là một cái những cái khoảnh khắc này nó thật sự nó là thật, chứ không phải là nói là để làm màu làm mè. Đây là cú nói là rất là chân thực luôn, đây là nói đi đôi với làm, chứ không phải nói một đằng mà làm một nẻo đâu. Đấy, khi mà Linh ngồi để cho Cún tư vấn thì Cún có nói, mình nói lên cái mong muốn, cái nguyện vọng của mình, thì Cún sẽ nói là chị sẽ làm như này, và khi lên trên bàn trực tiếp mà mình là người trải nghiệm thì mình thấy đúng, đây là gọi là nói đi đôi với làm, rất nhanh và rất hiệu quả. Và đây có thể nói là với, không biết là với các chị em khác là đã từng làm ở DK Eyebrow & Beauty thì có cảm nhận giống như Linh hay không, nhưng mà với cá nhân Linh thì, hoặc là với tự bản thân Linh đi, thì Linh có thể cho chị gọi đây là một bàn tay phù thủy được không? Bởi vì là bạn ý rất là dùng từ như nào nhỉ, rất là nhẹ nhàng, rất là đáng yêu, và phải nói là tay nghề của bạn thì rất là ok, rất là chắc, làm đâu ra đấy, chứ không phải là làm xong mà mình lại phải đi sửa hay là mình lại phải đi chấm phẩy lại,
làm một phát là ăn luôn đấy, nói đi đôi với làm là nó ở cái chỗ này đấy. Cảm ơn chị Linh rất là nhiều. Đấy là những cái chia sẻ rất là chân thật của hai chị em. Và em rất là cảm ơn chị Linh đã tin tưởng em giống như là đi cây. Và không biết là sau đây thì chị Linh có một cái chia sẻ gì nốt với cả các chị không ạ? Cá nhân chị thì chị phải thực sự cảm ơn Quý. Cảm ơn Quý, đầu tiên là cảm ơn Quý rất là nhiều. Sau đấy là cảm ơn toàn bộ ekip của EK Eyebrow and Beauty đã cho chị có một cặp lông mày, một giao diện mới, một diện mạo mới. Và để chị biết đâu là sau khi mà thay đổi giao diện như này thì nó sẽ lộc hơn, nó sẽ may mắn hơn chăng? Bởi vì mọi người nói là nhiều khi là mình thay đổi một cái gì đấy trên khuôn mặt của mình, nó cũng như là thay đổi phong thủy trên khuôn mặt của mình. Thì hy vọng là Cún cũng như là DK Eyebrow and Beauty sẽ đem lại cái may mắn đó cho Linh. Và Linh hy vọng là với cái trải nghiệm thực tế của Linh tại DK thì các chị em hãy tin tưởng ở DK. Và nếu muốn có một giao diện mới như Linh hoặc muốn có một cặp lông mày, một cặp môi đẹp thì hãy đến với DK Eyebrow and Beauty. Vâng, cảm ơn chị Linh rất nhiều và mong rằng sẽ được biết nói chị Linh cũng giống như là các chị em bạn bè của chị Linh đến với DK nhé. Và chị cứ giới thiệu đi, bởi em sẽ thích các chị rất không tốt. Thực ra là không phải giới thiệu đâu, bởi vì ngay sau đây thì cái người mà để chị dắt đến đầu tiên thì chắc có lẽ là hai bà mẹ của chị, đó là một bà mẹ đẻ và một bà mẹ chồng, thì chắc là sẽ đến để cho Cún làm lại cặp lông mày cho hai mẹ. Vâng, em rất là vinh hạnh. Cảm ơn Cún, cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của Linh. Hãy đến với DK Eyebrow and Beauty. Vâng ạ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong live stream sau.